Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là với thời đại của công nghệ hiện đại hóa như bây giờ, thì việc tìm kiếm một địa điểm để vui chơi khi đi du lịch ở bất cứ nơi đâu cũng không còn là quá khó khăn nữa phải không ạ? Và nếu quý khán giả gõ từ khóa là những địa điểm chụp hình check-in ấn tượng ở Đà Lạt, thì chắc chắn quán cà phê Melin ở Tà Nung sẽ là kết quả được hiện ra đầu tiên. Tại sao nơi đây lại hấp dẫn du khách đến như vậy? Melin Cà Phê có điều gì độc đáo riêng hay chăng? Chúng ta cùng đến với Melin Cà Phê để tìm lời giải thích cho câu hỏi trên các bạn nhé. Nằm tại xã Tà Nung, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt hơn 20 km, quán cà phê chuồng với phong cách vô cùng giản dị, nhưng không gian và bối cảnh lại làm người ta ngất ngây. Melin Coffee Garden nằm ở vùng ngoại thành Đà Lạt, được nhiều du khách yêu thích và tìm đến bởi nơi đây không chỉ mang lại hương vị cà phê chuồng đúng chất, mà đặc biệt hơn, nơi đây còn sở hữu một tầm nhìn có 102 tại Đà Lạt. Melin Coffee Garden được thiết kế mở, đảm bảo cho các bạn một tầm nhìn trọn vẹn Đà Lạt 360 độ. Melin Cà Phê được xem là một trong những địa điểm thưởng thức cà phê có view rừng đẹp nhất ở Lâm Đồng. Điều tạo nên vẻ đẹp cho địa điểm này còn không thể không nhắc đến hồ đập Cam Ly nằm ở phía trước mặt quán. Quán cà phê độc đáo này đã thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài đến thưởng thức và tham quan. We are from California, and this is my first time here in Đà Lạt. But 40 years ago, I wanted to be in Đà Lạt, during the war, so I couldn't visit. So this is my first time in Đà Lạt, and I really love it. The country is very beautiful, and the people are beautiful too. So we really enjoy the nature and the coffee, and so. I think there's a lot of potential in producing coffee, and a lot of potential for the country to advance and to have a stronger economy. Không chỉ là nơi dành cho những ai muốn tận hưởng không gian yên bình, Melin Coffee Garden còn là nơi các nhóm bạn trẻ không thể không check-in khi đến Đà Lạt. Ở Melin Cafe, các loại cà phê được rang và bán trực tiếp trong cửa hàng cùng với những món đồ lưu niệm xinh xắn. Với không gian mở, khá đơn giản dưới vòng mái trời đón ánh nắng tự nhiên, hóng những làn gió mát từ trên cao. Còn gì tuyệt vời hơn thế để bạn cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên đặc biệt ấy trong chuyến du lịch Đà Lạt của mình.